Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thực sự tại sao mà tôi đến với Nu Skin? Tôi làm trong ngành thẩm mỹ, ngành chăm sóc sắc đẹp. Tôi luôn luôn yêu cái đẹp. Slogan của tôi đó là sợ xấu hơn sợ chết. Tôi luôn luôn tìm mọi giải pháp cho chính bản thân mình, cũng như là tìm mọi giải pháp cho khách hàng của mình. Cách đây 2 năm, tôi được biết đến Nu Skin. Khi đó thì Nu Skin chưa vào Việt Nam và tôi muốn tìm đến với Nu Skin nhưng không biết bằng cách nào. Tôi đành bỏ tiền chi phí sang tận xào huyệt của Nu Skin tại tiểu bang Utah ở Mỹ. Khi đó thì tôi cũng chỉ muốn tìm hiểu xem công ty có những sản phẩm gì. Tuy nhiên, với sự hoành tráng của công ty cũng như là những con người làm việc với Nu Skin, khi đó thì tôi quyết định mua một số sản phẩm về dùng thử cho bản thân mình. Sau khi dùng một thời gian thì sản phẩm hết. Tôi cũng rất là tiếc, không biết làm cách nào để có thể tiếp tục sử dụng. Tôi đành liên hệ sang Mỹ và khi đó chị bạn của tôi liên tục gửi sản phẩm về cho tôi sử dụng. Trong suốt 2 năm qua thì ai gặp tôi, nhìn thấy tôi đều khen tôi trẻ ra ít nhất 5 tuổi. Điều đó làm tôi rất là mừng. Và cách đây 3 tháng, công ty Nu Skin chính thức tuyên bố khai trương mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Khi đó thì tôi thực sự vui mừng và tôi đưa những sản phẩm của Nu Skin vào để chăm sóc cho khách hàng của mình. Tất cả mọi khách hàng của tôi chăm sóc đều có những cảm nhận và đều có những kết quả rất là rõ ràng. Tôi rất là tự hào khi mà cộng tác với một công ty có tiềm năng, một công ty lớn mạnh, một công ty có sản phẩm tốt. Khi tôi qua Mỹ thì tôi được vợ chồng anh Đin, chị Dung giúp đỡ, giúp tôi tìm hiểu về các sản phẩm của Nu Skin. Tôi thực sự kính phục hai con người này với cái tâm huyết của họ làm đối với Nu Skin cũng như là làm đối với đội nhóm của mình. Tôi thực sự là thuyết phục hoàn toàn và tôi mong muốn được cộng tác, làm việc chung với những con người mà có thể giúp tôi cũng như là tất cả các khách hàng cũng như đội nhóm của tôi phát triển. Tôi xin cảm ơn các anh chị và các bạn và mong rằng nếu khi mà các anh chị hiện nay còn đang có một băn khoăn, một cân nhắc về sự lựa chọn trong đội nhóm của mình thì hãy tham gia với Nu Việt của chúng tôi. Xin cảm ơn.